Nghề biểu tình của những kẻ chống cộng cực đoan hải ngoại sắp khai tử. Mấy ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội của các tổ chức thù địch chống phá nhà nước Việt Nam lại xuất hiện một bức thư kêu gọi biểu tình chống Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc tại APEC San Francisco 15 và 16 tháng 11 của một kẻ mang tên Amanda Trần với đầy đủ thời gian, địa điểm, cách thức. Theo đó, kẻ này tung hô rằng: "Chúng tôi, ban tổ chức của các tổ chức người Mỹ gốc Á, viết thư này kêu gọi sự tham gia của quý vị cho cuộc biểu tình phản đối các phái đoàn Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023 tại hội nghị APEC ở San Francisco." Với tư duy như những kẻ ngáo đá, không còn biết đúng sai, phải trái, bức thư của Amanda Trần cho rằng lập trường của chúng tôi là không chấp nhận, đón tiếp hay cộng tác với những thế lực đang đàn áp những giá trị phổ quát đó và phạm tội, phản quốc, tội ác chống lại loài người, thậm chí diệt chủng đối với chính người dân của họ. Một trò hề không thể chấp nhận được. Chúng ta đều biết trong nhiều năm qua, những kẻ chống cộng cực đoan mù quáng người Việt nơi hải ngoại thường xuyên diễn trò biểu tình hòng chống phá những phái đoàn của Việt Nam đến thăm và làm việc tại Mỹ. Tháng 7 năm 2022, lợi dụng chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, tổ chức khủng bố Việt Tân công khai kêu gọi số lưu vong hải ngoại tổ chức biểu tình. Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN tại Tòa Bạch Ốc, Washington DC, luận điệu mà Việt Tân đưa ra là kêu gọi cùng nhau lên tiếng đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Việt Nam. Thậm chí, Việt Tân còn đăng tải nhiều hình ảnh của Bùi Duyên, một thành viên của Việt Tân đã cùng với cộng đồng người Burma, Campuchia, Lào, Việt Nam và cộng đồng người cao nguyên để kêu gọi tự do, nhân quyền, dân chủ tại các quốc gia ASEAN trong dịp lãnh đạo các nước này đang có mặt tại Hòa Thịnh Đốn, tham dự hội nghị thượng đỉnh US-ASEAN. Đáng nói là, dù được chuẩn bị kỹ nhưng các cuộc biểu tình này rất vắng vẻ và hầu như không thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên các trang mạng họ hô hào là đông người, khoảng 100 người, nhưng khi hình ảnh đưa lên thì người đọc dụi mắt mãi mới đến được khoảng 10 người tham gia đoàn biểu tình, chủ yếu là thành viên Việt Tân hoặc được Việt Tân thuê. So với các chuyến thăm nước ngoài của các nguyên thủ Việt Nam thì cuộc biểu tình này ít ỏi và lạc lõng hơn rất nhiều, không còn nhộn nhịp và đông đảo như trước. Đó là chưa kể, những nhà dân chủ được Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga lại không hề thấy thò mặt trong cuộc biểu tình này. Tại sao các cuộc biểu tình lại vắng như chùa Bà Đanh như vậy? Điều này hoàn toàn có thể lý giải. Thứ nhất, các thông tin về Việt Nam hiện giờ đã lan tràn trên khắp các phương tiện truyền thông. Nhận thức về Việt Nam của cộng đồng người Việt ở Mỹ đã thay đổi rất nhiều, không còn tiêu cực như lừa bịp của đám phản động ở hải ngoại trước đây nữa. Bên cạnh đó, đám chống cộng cực đoan ở Mỹ hầu hết đã hạc giá quy tiên, giờ chỉ còn những thành phần F2, F3 vốn suy nghĩ đã thay đổi rất nhiều, còn những anh chị cầm cờ biểu tình chủ yếu là được thuê nhằm kiếm cơm qua ngày. Sẽ không lạ gì nếu vài năm nữa, khi nguyên thủ Việt Nam sang thăm Mỹ, chúng ta sẽ không thấy đám cờ vàng biểu tình chống đối nữa. Chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 17 đến 23 tháng 9 năm 2023 mới đây đã cho thấy rõ điều đó. Quy luật thôi mà, chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng cái ác, luôn luôn là vậy. Trò gì lố lăng, diễn mãi cũng nhảm, cứ rêu rao vô lối vớ vẩn, bịa đặt nhăng cuội, bôi đen sự thật mãi cũng chẳng ai tin. Vậy, những chiêu trò chống phá đảng nhà nước Việt Nam của Việt Tân đã thất bại ngay trên chính đất Mỹ, đất nước mà họ vẫn ảo tưởng về một thiên đường của dân chủ, nhân quyền. Sự thất bại này cũng đã được dự báo từ trước và nó giống như những lần trước trong các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo, đảng, nhà nước Việt Nam, làm việc với Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây. Nhìn nhận về sự thất bại này có thể thấy rõ trên hai điểm sau. Số người tham gia tuần hành, biểu tình chủ yếu là những người nhiều tuổi, chuẩn bị đến ngày đi vào dĩ vãng và những thành công trong các hoạt động đối ngoại cấp cao Việt-Mỹ, cách Tổng thống Mỹ đón tiếp trọng thị Thủ tướng Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam nhằm nâng cấp quan hệ ngoại giao song phương Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden, để thấy rõ được vị thế, vai trò quan trọng của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Đó có lẽ là sự thất bại đau đớn nhục nhã nhất của những kẻ chống cộng, những tổ chức lưu vong như Việt Tân và những tổ chức chống cộng cực đoan khác.